Xin chào các anh chị nha. Chúc các anh chị một ngày làm việc vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Hôm nay mình lại thử xem khám phá một cái hộp rượu rất là sang trọng, một gói quà Tết đặc sản vùng miền, đặc sản của Quảng Ninh này. Ui giời, sản phẩm có cốp. Ui sao hộp rượu này nó lại to, nó lại đẹp thế này nhỉ? Màu nó lại sang trọng này nhỉ? Ô, chai rượu ba kích tím của công ty rượu Thức Hoài. Hôm nay ta thử khám phá xem hộp rượu này nó có đủ tiêu chuẩn để đi làm quà Tết không nhá. Mình thử xem khám phá nào, xem nào. Mở ra ra. Ui giời, có gì bên trong? Bên trong nó lại còn có một cái thiếp chúc mừng năm mới. Rất là hay. Bên trong nó rất là lịch sự đúng không? Thôi tao bỏ cái này ra vậy. Thử cho một chai rượu ra xem nào. Chai rượu này nó là rượu gì nào? Chai rượu ba kích tím của công ty rượu Thức Hoài, rất là sang trọng lịch sự. Nào, đằng sau nó là gì? Thành phần cái này chỉ có rượu gạo trưng cất củ ba kích rừng đã được xử lý kim loại nặng anhydride chất độc trong rượu. Chai rượu rất đạt tiêu chuẩn nha. Chai rượu này còn được có cả mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc này, được có giấy phép cấp đàng hoàng nha. Chai rượu rõ nguồn gốc xuất xứ nha. Chai rượu công nhận cũng sang trọng lịch sự nhà các bác nhà. Mà cái hình như cái hộp rượu này nó là hai chai các bác ạ. Chai rượu hai chai nào, hai chai rất là lịch sự các bác nha. Đẹp không ạ? Đúng chưa? Ui giời, chai rượu tuyệt vời luôn. Ta thử cho nó vào xem nào, chai rượu này xem là nó có làm được quà Tết không. Thế này thì sếp nào mà được nhân viên mà biếu được sách rượu này thì giá trị lắm. Nó là đặc sản vùng miền. Ta xem cái hộp của nó nào. Đúng Quảng Ninh thật các bác ạ. Đây là biểu tượng của tỉnh Quảng Ninh, có núi Gà Đôi. Không đi đâu mà mất phần long trọng, núi gà rất đẹp các bác ạ, đặc sản của Quảng Ninh, chính hãng luôn. Thương hiệu của công ty rượu Thức Hoài, tuyệt vời. Xem nào, mình thử cho nó vào hộp xem nào, sách nó có sang trọng không nhá. Ui giời ơi, chai rượu này thì các bác nhìn thấy có được không ạ? Hộp rượu tuyệt vời luôn. Thế này là mà mang đến mà biếu sếp, tặng bạn bè, giá trị của vùng miền tuyệt vời. Chắc chắn sang năm các bạn nếu mà có quà Tết các bạn sẽ được tăng lương nhá. Mạnh dạn lên, có bác nào có nhu cầu muốn làm quà Tết nên kế hoạch đi. Hoặc để lại số điện thoại bên dưới, chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn cho các anh chị sau ít phút nhá. Những chai rượu giá trị càng để lâu càng ngon. Rồi, xin chào, chúc các anh chị một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc.